Vô, nó ngoài sẽ lắc. Mới vừa nghe cây xong chị Ly. Mới vừa nghe xong chị Ly. Đại khách. Đại khách. Trời ơi, hàng nghe. Cái này nè. Trời ơi. Trời ơi. Đó quá à. Dịch lại coi, dịch lại đó. Tình khó đảo quá là chị. Ái chú. Anh biết là có đụng cái gì. Oh,
Con trời ơi mày ơi. Ngon quá khó chịu quá. Mấy chiếc quay quên xa 300 sao đi.
vô hả? Trời ơi, đủ mang gì vậy? Để ba người mà. Có xe cầu nè, cầu đây hết. Rồi, vô luôn. Cầu cần vô. Rồi vô, biết đi. Biết chập ở đây. Đánh ha, chúng ta đập ra. Rồi, đứng cao lên.
trái không ai có ông trái mình nổ. Chuẩn bị cảm giác cho giáng sau á. Em canh lộ cơ đầu. Xuống dưới được. Tức là ghi được một trái điểm thì bắt đầu. Điểm. Để em Khanh ở trên nó quánh hiền quá, cần nó má nó ai ai. Cái đánh này nhưng mà nó không có ra ngoài. Ngoài mà không biết. Nó đánh được ăn điểm được. Nhưng mà đó thì tỷ lệ nó 1-3 đó. Đó rồi, rồi, tao thấy chắc rồi. Không muốn đàng hoàng anh này để kiếm siêu phẩm anh ngoại. Trời ơi, tập trung rồi, tập trung rồi.
Thầy ơi, thấy không? Thầy không của anh không quánh mình nhà của anh quánh giùm mà. Để ta đánh chưa? Ta không anh luôn được không? Vô. Rất chung thứ nào mà cho quánh đó. Thầy quánh đưa cà mồi cho ta không? Sao má không quánh mà. Đã vậy anh đưa lên cho hả? Đâu có đại. Đó. Chưa, nhìn thấy đánh tên lưới chưa? Đánh toàn đưa lên thì không có cấp xuống mà còn hiếm nước. Sao mà hai là nhỏ mà dài phải dài chứ. Thấy người ta đỡ không được không? Đánh đầu thôi. Này, ba trái này, ba trái đầu tiên này, ai quánh? Ai quánh, không có quánh ăn hết ba trái rồi. Cấp lên, nó có cơ hội. Ba hai. Hết rồi. Khỏi em thấy anh đó càng quay biết biết rồi mà dạ dạ bốn ngàn nói chẳng không ăn nữa cậu bích lưới nó quýt chạy tập trung hết phân tâm nó thử thấy quýt lưới chưa à là thấy rồi ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao thế hả, lưới quấn sao.